Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh nấu ăn của Lan Lê miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cách vò xương sâm, cách vò như thế nào để xương sâm của mình khi mà đã đông đặc lại rồi đó sẽ không bị ra nước nè, không có bị mềm nhũn nè, và quan trọng nhất là không có bị dậy bọt nha. Cái miếng xương sâm của mình cái màu xanh đậm nhìn nó láng mịn rất là ngon luôn. Thì mình mời các bạn chuẩn bị xương sâm với mình để mà mình làm cái món xương sâm này nha. Trước tiên là mình có 100g lá xương sâm. Xương sâm này khi các bạn mua về mình lựa cái lá không quá già và cũng không có quá non nha, nó vừa vừa như thế này nè. Thì mình vo ra thì cái màu của xương sâm mình nó có màu xanh đậm nhìn rất là đẹp luôn. Còn nếu mà già quá thì nó sẽ ra cái màu vàng, nhìn nó không có được đẹp mắt lắm. Với 100g lá xương sâm này thì mình sẽ chuẩn bị là 900ml nước. Nước thì mình nấu cho nó sôi rồi mình để cho nguội rồi mình mới vo. Mình uống với nước chín nó sẽ tốt cho sức khỏe mình hơn. Thì mình sẽ cho cái phần xương sâm này vào trong cái thao nước, mình cho nước vào cho nó ngập cái phần lá xương sâm này. Mình cho thêm một muỗng cà phê muối, mình hòa tan cho nó đều với phần muối với lá xương sâm. Mình ngâm trong vòng là 5 phút. Thì xương sâm này được 5 phút rồi thì mình sẽ đem đi mình rửa, mình bóp nhẹ thôi. Các bạn cầm từ lá, mình thấy cái lá nào mà dính bụi, dính sình nhiều đó mình vuốt vuốt trong cái lá sâm đó. Mình vuốt nhẹ rồi mình rửa lại khoảng 3 lần nước. Và mình để trong rổ cho thật là ráo nước nha. Thì đây là phần xương sâm mình rửa sạch và mình để cho ráo nước rồi nè. Trước khi mình vo xương sâm thì mình sẽ chuẩn bị một cái thao và một cái rây như thế này để một lát nữa mình lược cái phần xương sâm qua. Thì mình sẽ cho cái phần xương sâm mình rửa sạch đó mình cho vào trong cái thao nước. Rồi mình sẽ xé cái phần xương sâm này, mình cầm cái nắm của nó đó, mình xé nhỏ 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 ra bớt đi để mình vo nó sẽ mau và dễ hơn. Và xương sâm này các bạn vo mình phải nhanh tay, mình làm phải lẹ tay. Nếu mình làm mà hơi chậm tay thì nó sẽ bị đông đặc lại, mình làm nó sẽ không có được đẹp đâu nha. Với lại nó sẽ bị dậy bọt á, mình không có hớt kịp cái phần bọt mình bỏ. Khi mà mình đã xé ra được như thế này rồi thì mình sẽ chuẩn bị mình cho cái phần nước vào. Nước thì mình sẽ chia làm hai lần. Cái lúc đầu thì mình sẽ cho vào là 500ml, các bạn cho hơi nhiều một xíu ha. Rồi mình vo, mình chừa lại 400ml, mình vo thêm một nước sau nữa thì mình sẽ vo là hai nước nha. Mình phải dùng tay mình đè mạnh. Các bạn vo cũng như là mình giặt đồ cũng được đó, mình vo như thế nào mà để cho nó nát cái phần lá này nè và nó ra cái màu xanh của cái nước sâm đó. Mình dùng mạnh tay một tí và quan trọng nhất là phải thật sự nhanh tay. Mình vo một hồi là mình thấy nó ra được cái nước màu xanh như thế này và nó hơi đặc đặc lại rồi đó. Thì mình vo mình đổ cái lá nó nhừ khoảng chừng 60% thôi. Rồi mình lấy cái thao với cái rây lúc nãy mình chuẩn bị đó, mình sẽ lược qua, mình bỏ cái phần nước đó trong cái thao đó đi. Rồi tiếp tục mình sẽ cho cái nước lúc nãy mình chừa lại đó, mình cho vào trong cái thao lá xương sâm này, mình vo tiếp tục cái lần thứ hai. Cái tô này mình sẽ cho qua một bên nha. Và các bạn đừng có sợ nó đông đặc. Mình cho nước vào và lúc này mình cũng vo thật là nhanh tay nữa, không có để chậm tay. Nhiều khi mình làm chậm quá thì cái tô kia nó đậm đặc lại, mình không có pha chung lại được đâu. Tiếp tục mình vo cũng y gan như lúc nãy nha. Lúc này thì mình vo lần thứ hai nè, bọt nó sẽ ra hơi nhiều một tí. Thì lá mình nó sẽ chuyển qua cái màu trắng như thế này là được rồi nè. Nước xanh đậm nhìn rất là đẹp luôn nè, nước sâm nhìn rất là đẹp luôn. Thì bây giờ mình sẽ vắt bỏ đi cái phần xác của lá sâm này nha. Mình bóp cho mạnh tay, mình vắt bỏ cái phần xác của lá sâm. Rồi mình lấy cái tô nước sâm ha. Tô nước sâm lúc nãy đó, cái gây lúc nãy mình xài nữa đó. Cái mình cho cái phần nước sâm trong thao này mình lược qua. Trong lúc mình cho nước sâm vào trong cái rây này nè, mình cầm im cái rây không có cần lắc qua lắc lại đâu. Mình đổ để cho yên như thế này. Thì mình đổ hết cái phần nước sâm vào trong rây rồi ha. Lúc này là còn cái phần bọt nè, mình chỉ nghiêng cái rây nghiêng qua nghiêng lại để nước nó nhiễu xuống. Rồi mình sẽ bỏ đi cái phần bọt ở trong cái rây này nha. Mình sẽ dùng cái giá mình hớt bọt trong cái thao nước sâm này. Mình làm phải nhanh tay, các bạn hớt cho hết cái phần bọt ở trên mặt này đi. Rồi mình sẽ chuẩn bị một cái hộp hoặc là các bạn chuẩn bị thêm một cái tô gì đó. Để khi mình hớt hết cái phần bọt này, rồi mình sẽ dùng cái rây mình lược lại một lần nữa nha. Cái tô mình nó hết bọt rồi nè, nhìn nó cũng rất là đẹp rồi. Thì mình sẽ lược lại một lần nữa. Thì lúc này mình sẽ cho ra ngoài một cái hộp như thế này cũng được nè. Mình thì mình sẽ cho qua một cái hộp này rồi, mình sẽ cho vào hai cái hộp nhỏ nữa để sâm của mình nó mau đông đặc lại đó. Còn nếu mà các bạn không gấp ăn thì mình để trong cái hộp như thế này cũng được, hoặc là mình cho vào trong một cái tô. Nếu thấy có bọt dậy lên hơi hơi thì mình hớt bỏ đi cái phần bọt đó đi ha. Đó, lúc này mình sẽ cho ra ngoài hai cái hộp nhỏ nè. Màu xanh tự nhiên của cái nước xương sâm của mình nè, nhìn nó rất là đẹp luôn. Mình cho ra hai cái hộp nhỏ rồi các bạn lấy nắp mình đậy kín lại đó.
Nếu mà mình gấp ăn thì mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh độ khoảng chừng 2-3 giờ đồng hồ là nó sẽ đông lại rồi. Và quan trọng nhất, sâm của mình làm á, mình vo á, mình để qua ngày hôm sau, nước xương sâm của mình không có bị ra nước nữa, nhìn nó rất là đẹp luôn. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị cái phần đường với rừng. Mình sẽ có là 30g hạt é, nếu các bạn không thích ăn hạt é mình không có để, mình ăn kèm cũng được nha. 20g gừng và 150g đường thốt lốt. Các bạn có thể dùng đường cát trắng cũng vẫn được, không sao nha. Mình cho hạt é vào trong một cái tô hơi lớn một chút. Và mình chuẩn bị 500ml nước mình nấu cho sôi và mình để nguội lại nè. Rồi mình sẽ cho cái tô hạt é này qua một bên để chờ cho cái thời gian nó nở. Thì mình sẽ chuẩn bị mình sắt rừng với cái phần đường á, để mà mình nấu nước đường với rừng nha. Gừng thì mình sẽ sắt lát thật là mỏng như thế này nè. Nếu mà các bạn biết rồi thì mình sẽ có bỏ qua cái phần này cũng được. Mình ăn xương sâm á, thì mình ăn kèm với rừng như thế này thì nó sẽ ấm bụng hơn. Bởi vì xương sâm của mình nó sẽ rất là mát rồi, cho nên là mình ăn thêm xíu rừng á, nó vừa thơm mà vừa ấm bụng nữa. Đường mình cũng sắt miếng mỏng mỏng như thế này nè. Khi mà mình sắt xong rồi mình sẽ cho vào trong một cái nồi để mình chuẩn bị mình nấu. Mình cho thêm 300ml nước lọc. Khi mà cho nước vào rồi mình sẽ bắt cái nồi lên bếp nè. Mình nấu khi mà nước sôi lên á thì các bạn nấu thêm 3 phút nữa để cho đường nó tan với nước nó sánh kẹo lại chút nữa. Mình ăn nó sẽ ngon và thơm hơn nhiều nha. Thì được 3 phút rồi mình sẽ thả cái phần rừng vào. Gừng mình cho vào rồi vừa sôi lên thì mình tắt bếp. Mình cho ra ngoài một cái tô nữa cho nó rộn á. Rất là thơm luôn. Thì trong 3 giờ đồng hồ mình chờ đợi để trong ngăn mát tủ lạnh thì mình sẽ lấy cái phần xương sâm này ra để cho các bạn xem và thưởng thức ha. Mình rỡ cái nắp ra nè. Đó, nước động là cái nước phần nước ở trên cái nắp á, nó còn động lại đó, chứ không phải là nước ở trên sâm của mình nó ra đâu. Nhìn rất là ngon luôn. Đẹp vô cùng luôn á. Để mình lấy lên cho các bạn xem nè. Đông đặc rất là ngon luôn, không hề bị ứ một miếng nước và không hề bị lên một miếng bọt nào luôn. Màu xanh tự nhiên của lá xương sâm của mình nè, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Đó, các bạn nhìn thấy ha, không hề bị đông nước luôn nha. Thì để mình lấy ra ha, mình lấy ra cho các bạn xem nha. Mình chuẩn bị một cái mũi dao hơi nhọn nhọn một tí nè. Mình sẽ cho vào trong cái hộp, mình để sát vào trong miệng hộp. Mình xắn tròn qua đi, cái mình khử ra, cũng rất là dễ luôn. Làm dễ vô cùng luôn á, không có khó khăn gì hết. Đó, mình khử nhẹ 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 ra là cái miếng sâm mình nó tự ra luôn à. Vô cùng lắng mịn luôn nè, nhìn rất là đẹp luôn. Mình chuẩn bị mình sắc ra và mình cho vào trong ly nè. Hoặc là các bạn để trong tô mình sắc ra mình ăn cũng được, rất là dễ ăn luôn. Cái màu xương sâm rất là đẹp luôn nè. Thì mình sắc theo ý thích của mình, thành những cái miếng vuông như mình làm cũng được, hoặc là các bạn để nguyên trong hộp đó. Cái mình cho hạt éo vào nè, mình cho nước đường rừng vào, mình ăn là xong rồi. Nó cái miếng xương sâm của mình sắc, nhìn nó giòn thường thực rất là ngon luôn á. Nhìn nó màu đẹp vô cùng luôn, hấp dẫn quá à. Nhìn là thấy muốn ăn rồi đó. Cái tô xương sâm mình sắc ra xong nè, các bạn nhìn thấy nè, hấp dẫn vô cùng luôn. Thì bây giờ mình sẽ cho hạt éo vào nè, để mà mình ăn, mình thưởng thức thôi. Cách làm rất là đơn giản luôn, các bạn hãy thử làm như mình đi, làm một lần coi nó thành công hay không nha. Mình làm thành công ngay lần đầu tiên mình làm luôn đó. Rất là dễ luôn, không hề bị ứ nước, không hề bị động một xíu bọt nào ở trong cái tô xương sâm của mình hết. Nhìn nó rất là đẹp và hấp dẫn nữa. Xương sâm mình ăn thì nó có cái tánh hàn, nó rất là mát cho cơ thể. Cho nên mình chỉ ăn với nước đường rừng thôi và hạt é, chứ mình không có cho sữa hoặc là nước cốt dừa. Nếu các bạn thích ăn sữa với nước cốt dừa thì mình có thể cho thêm vào nha. Thì mình cũng vừa chia sẻ cho các bạn xong cái video về cách dò xương sâm như thế nào để không có bị ra nước, không bị động bọt ha. Thì video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu yêu quý xin các bạn cho mình một lượt chia sẻ, một like và một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ủng hộ mình. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.